Trải qua hành trình khoảng 16 giờ đồng hồ, sáng nay 25 tháng 9, đội tuyển Futsal Việt Nam đã có mặt tại Kuwait nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết Futsal châu Á 2022 diễn ra từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10 tới đây. Từ thành phố Hồ Chí Minh, đội tuyển Futsal Việt Nam đã đáp chuyến bay sang Qatar rồi tiếp tục nối chuyến sang Kuwait. Với việc mất khoảng 9 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, cộng với việc chờ đợi di chuyển, thầy trò huấn luyện viên Diego Gustozi mất khoảng tổng cộng 16 tiếng để đặt chân tới Kuwait. Lúc 5 giờ sáng giờ địa phương, tức 9 giờ sáng giờ Việt Nam, mọi thủ tục nhập cảnh của đội tuyển Futsal Việt Nam đã được ban tổ chức nước chủ nhà hỗ trợ và giải quyết một cách nhanh chóng. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Kuwait, ông Ngô Toàn Thắng cùng các nhân viên sứ quán đã có mặt tại sân bay để chào đón đội tuyển Futsal Việt Nam tới tham dự vòng chung kết Futsal châu Á 2022. Ông Ngô Toàn Thắng đã gửi lời chúc sức khỏe, sự chào mừng nồng nhiệt cũng như chúc tập thể đội tuyển Futsal Việt Nam thi đấu thành công tại giải đấu sắp tới. Trưởng đoàn Futsal Việt Nam, ông Trần Anh Tú đã thay mặt đội cảm ơn sự đón tiếp của đại sứ quán Ngô Toàn Thắng cũng như nhân viên sứ quán tại Kuwait. Trong khoảng thời gian tham dự vòng chung kết Futsal châu Á 2022, thầy trò huấn luyện viên Diego Gustozi sẽ lưu trú trong khách sạn 5 sao Holiday Inn. Đây cũng là khách sạn mà nhiều đội bóng khác cũng chọn là nơi đóng quân như Indonesia, Thái Lan, Liban. Cũng nói thêm, đội tuyển Futsal Việt Nam tham dự vòng chung kết Futsal châu Á 2022 với 14 cầu thủ. Cùng với đó, hai cầu thủ dự phòng trường hợp phát sinh cầu thủ bị nhiễm Covid-19 không thể thi đấu là thủ thành Phạm Văn Tú và Ala Lâm Tấn Phát. Vòng chung kết Futsal châu Á 2022 sẽ diễn ra tại Kuwait từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10 tới. 16 đội chia thành 4 bảng để thi đấu. Hai đội nhất nhì ở mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Theo lịch thi đấu ở vòng bảng, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Hàn Quốc, Saudi Arabia trước khi chạm trán với Nhật Bản, ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Vòng bảng sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng 10. Sau đó các đội sẽ bước vào vòng tứ kết, bán kết và chung kết, lần lượt vào các ngày 4, 6 và 8 tháng 10.